Ok, hello everybody nha. Hôm nay thì Huế sẽ trực tiếp là sẽ làm cái liệu trình để tiêm. Tiêm thì ở đây thì da của Huế thì không có nám, nhưng mà mình sẽ tiêm để thứ nhất là để ngăn ngừa nám tái phát này. Cái thứ hai nữa là sẽ giúp cho da của mình sẽ căng bóng và trắng sáng. Một trong những cái bí quyết mà để cho mọi người có thể giữ được cái làn da trắng sáng và căng bóng thì mình sẽ tiêm. Ví dụ như là một tuần thì mình sẽ tiêm một lần, với liệu trình liên tiếp là từ 3 cho đến 5 lần nhé các chị nhé. Và cái tiêm như thế này thì nó sẽ có cái tác dụng rất là sâu cũng như là cái tác dụng rất là dài. Khi mà mình làm như thế này thì da của mình nó sẽ được trẻ hóa và căng bóng toàn diện nhé chị em ha. Đây, mọi người có thể xem là bên Huế thì đang làm song song cho cả khách hàng. Tranh thủ ngày hôm nay thì Huế cũng làm luôn, bởi vì là đến cái thời gian để mình tiêm rồi. Đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ này. Đây là toàn cảnh tất cả bên này thì kỹ thuật viên cũng như là khách hàng cũng đang làm liệu trình để chuẩn bị tiêm nám cho chị khách hàng. Vì là ngày hôm nay thì Huế cũng tiêm trực tiếp nên là Huế không có thể livestream trực tiếp được cho các chị xem được là cái tình trạng da khách hàng như thế nào. Nhưng về cơ bản là trước đây thì khách hàng khoảng 2-3 tháng trước ấy, là khách hàng đã sử dụng cái phương pháp lột tẩy. Thế nên là hiện tại thì cái tình trạng da của khách hàng là khá là yếu mỏng và nhìn rõ toàn bộ những cái hệ mạch ở trên bề mặt da khách hàng cực kỳ là rõ luôn nhé các chị nhé. Đó, thì với những cái da như vậy thì mình sẽ không sử dụng những cái phương pháp tác động xâm lấn ngay, giống như là những cái vị khách hàng mà cách đây 2-3 ngày trước đây hoặc là ngày hôm qua Huế đã từng quay cho các chị xem, mà chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp để chúng ta nuôi dưỡng ở cái gốc da để giúp cho da khách hàng nó khỏe lên. Sau đó thì chúng ta mới sử dụng đến những cái phương pháp bóc tách và lột tẩy ở trên. Thực ra gọi là phương pháp bóc tách nám thôi chứ không phải là phương pháp lột tẩy nha các chị em nhé. Bởi vì với cái phương pháp này thì nó sẽ giúp là triệt tiêu toàn bộ cái nám từ dưới chân. Thế nên là đối với những cái phương pháp này thì nó an toàn, thậm chí cực kỳ an toàn đối với những cái làn da mỏng đỏ và yếu nhất nha các chị em nha. Đây, hiện tại thì bên này thì kỹ thuật viên cũng đang thực hiện cho khách hàng. Các chị có thể nhìn thấy rõ. Hôm nay thì em đã phải ra ngoài này cho nó rộng để cho các chị có thể nhìn rõ, bởi vì mấy hôm vừa rồi á thì khi Huế quay ở trong phòng kia thì các chị nhìn thấy rất là khó đúng không? Khi mà hai người cùng làm thì rất là khó để các chị nhìn. Đó, đây là da của Huế khi mà đã được làm sạch rồi, mọi người có thể nhìn thấy. Tức là một cái làn da khỏe là một cái làn da nó không phải là nó quá trắng, nhưng mà nó phải căng bóng và nó có đủ cái độ ẩm. Thì khi mà các chị ví dụ như là mùa giao mùa thì Huế nhận thấy là gần đây khách hàng lên trên văn phòng á để các chị điều trị nám thì khách hàng rất là bị, một là tình trạng kích ứng da rất nhiều, tình trạng ngứa trên bề mặt da rất nhiều, hai là gặp tình trạng bong tróc rất là nhiều. Đấy là cái tình trạng da của các chị là nó bị thiếu cái độ ẩm, và khi mà giao mùa chúng ta không biết cách chăm sóc nên là chúng ta không có kết hợp được các sản phẩm với nhau. Khi mà những cái sản phẩm mà các chị đang sử dụng ở tại nhà ấy sẽ làm cho cái da của chúng ta nó bị cái tình trạng mất nước cấp và dẫn đến tình trạng da nó cứ xỉn màu đi, hoặc là da nó không sáng được lên, hoặc da nó bị cái hiện tượng bong tróc thì làm cho da của chúng ta nó sẽ dễ bị tình trạng nhăn nheo rất là nhiều nha các chị nhá. Các chị nhìn thấy rõ em không? Mọi người cầm hộ cái thủy, cầm hộ cái này cái. Đây, đừng đừng chạm vào đây là nó tắt máy. Cầm ở dưới này này cho nó chắc. Ok. Đấy, đấy, ok. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ đi vào phòng để mọi người có thể nhìn thấy rõ được cái bấm bấm. Chị có thể bấm đằng sau để mình quay một cách chủ động đi. Bấm ngược lại đằng sau đi. Đây đây đây. Đấy, bấm ngược lại đằng sau và mình nhìn thấy mình không, mình nhìn quay ngược đằng sau đấy và mình xem là các bước, các quy trình làm như thế nào. Xong khách hàng hỏi cái gì thì mình thì đọc. Em đang thực hiện bước làm sạch da mặt cho khách hàng. Em hỏi cao cao lên mọi người mới nhìn được không? Đừng quay mặt chị, quay của chị thôi. Bước làm sạch da này rất là quan trọng nên là nhiều khi các chị hay bỏ quên, nên tẩy trang da mặt trước sau đó thì mình sẽ làm sạch bằng sữa rửa mặt nhá. Thường là các chị cứ nghĩ là mình không trang điểm nên không dùng tẩy trang, thực tế bước tẩy trang nó rất là quyết định rất là nhiều trong cái việc sắc tố da đấy. Mình loại bỏ những cái dầu thừa bã nhờn cũng như là loại bỏ những cái phần bụi bẩn ở trên bề mặt da của khách hàng. Bỏ thì mình ở vùng dưới cằm là vùng quan trọng, cũng quyết định rất là nhiều. Phương ơi, Phương ơi, đây anh Vũ gọi ở Hương ra kia đây có để một lấy đống nước. nước ở kia chị ạ.
tất cả cái phần mã phần trên da rồi. Với những khách hàng mà ở nhà mình không tiện kiểu dạng như là sông nóng này, bởi vì da nhiều khi là mình cứ nghĩ là sông nóng nó sẽ làm nở lỗ chân lông, nhưng thực tế khi mà nở lỗ chân lông mình làm sạch và sau đó là mình sẽ làm các bước để se khít lại cái phần lỗ chân lông đó thì da rất là tốt, nó cải thiện được rất là nhiều về cái phần sắc tố da. Em làm sạch xong em phân tích một chút xíu với tình trạng da của khách hàng chút xíu. Với tình trạng da này của khách hàng thì những cái phần mao mạch rất là lộ mỏng yếu và vùng sắc tố da sẽ rất là sạm đen, cũng như là việc là chị đã sử dụng những cái phần sản phẩm bong chóc lột tẩy trước đó rồi nên cái vùng da của mình nó không được cải thiện nhiều, cũng như là sẽ bị mỏng yếu lên rất là nhiều. Đây các chị có thể nhìn thấy những cái phần mà mao mạch này lộ lên trên bề mặt, nhưng mà phần đốm nám của chị vẫn còn nguyên, những chân đốm nám nó phát triển thành những cái phần vệt nám xung quanh. Đây là những cái đốm nám mờ này làm cho phát triển hơn, nó gây ra hiện tượng rối loạn ở trên bề mặt da, cũng như phần cái lỗ chân lông của chị cũng rất là nhiều bã bẩn đọng lại, những cái mụn ẩn ở phía dưới da. Đây khi mà mình bong chóc lột tẩy, mọi người cứ nghĩ rằng là khi làm cái sản phẩm bong chóc lột tẩy thì cái da nó sẽ được sáng hơn hay là những cái phần lỗ chân lông được cải thiện, nhưng thực tế là không có đâu ạ. Đây bên này cũng thế, bên này da rất là mỏng này, mao mạch rất là mỏng và yếu. Và hôm nay em sẽ sử dụng cái phương pháp là thải độc cho chị ý. Sau khi làm sạch da xong, mình loại bỏ tất cả cái phần bã bẩn trên bề mặt da xong thì mình sẽ đến cái phần cái phần tẩy da chết. Và những cái bước này là những cái bước skin care ban đầu ấy, mình nên đó là dạng tẩy da chết dạng bọt. Em nói về cái tình trạng da sau em phân tích về những cái mà cái liệu trình khách hàng cần phải sử dụng để đào thải được toàn bộ cái nám đấy ấy. Với một khách hàng mà có đang có những cái phần da như chị khách hàng này ấy, những cái nhược điểm da như chị khách hàng này thì mọi người nên nhớ là việc làm sạch rất là quan trọng. Sau khi làm sạch xong thì các mình sẽ bị cái đốm nám ở phía dưới da này này, mình cần phải lưu ý hơn là mình sẽ uống này, cũng như là thải độc từ bên trong giúp cho mình đẩy những cái hắc sắc tố cũng như là đẩy những cái phần độc tố phía dưới da của mình lên trên bề mặt da, và sau đó mình mới xử lý trên bề mặt da. Với phương pháp hiện tại là bên em đang sử dụng cho khách hàng ấy thì các chị sẽ uống, bôi và đắp lại mặt nạ để cho vùng dưới da nó sẽ được khỏe hơn, cung cấp phần dưỡng chất cho da, làm cho cái phần da của mình được dày hơn, nó sẽ không bị lộ mao mạch nữa. Sau đó cùng với cái phương pháp tiêm cấy xuống dưới da, hoàn toàn tiêm cấy thì mọi người cũng sẽ hơi bị sợ, hơi lo, nhưng mà thực tế rằng là bên em chỉ cung cấp những cái phần vitamin cho da thôi để cho giúp cho da khỏe hơn, căng và bóng hơn từ phía dưới da. Và khi lượng da được khỏe hơn rồi thì bên em sẽ sử dụng một sự bóc tách thêm nhẹ trên bề mặt da. Khi mà bóc tách thì mình phải những cái phần đốm nám này của chị sẽ được cải thiện từ 70-80%, cũng như là cái vùng da của chị sẽ có một lượng dưỡng chất đủ, vừa đủ phía dưới da rồi. Thế nên là trên bề mặt da nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ sử dụng cái phương pháp tiêm cấy xuống dưới da cho chị khách hàng. Tẩy đã chết xong là da đã sáng lên rồi. Bình thường chị cũng không làm các cái bước skin care mà mọi người. Chị phải một tuần sẽ sang em buổi. Ngoài cái việc là mình chăm sóc tại spa ra thì những cái việc mà mình chăm sóc tại nhà ấy cũng quyết định rất là nhiều. Vậy nên là xem có nhà cái mình nên sử dụng tẩy da chết này, có cái sắc tắm nào cũng không để xong cái máy nóng này cả.
tẩy trang. Bởi vì nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là mình không có trang điểm đó, nên mình không có tẩy trang. Như thế mình nên tẩy trang cho da mặt mình. Lấy cho em cái sắt cắm ở trong kia ra để cắm cho anh. Sắt cắm ở trong, ổ cắm ở trong kia. Sau khi tẩy đã chết thì mình sẽ bật máy xông để chờ cho máy xông nóng, thì mình sẽ xông nóng cũng như là loại bỏ những cái phần dầu thừa bãi nhờn trên da của khách hàng. Ở đây có cái hút nữa không? Có máy không? Còn... nhưng mà có cái... chắc không có được. Vì tiêm cấy sẽ giúp cho da nó khỏe từ phía dưới, cũng như chị sẽ nhìn cái độ căng bóng trên bề mặt da của mình, nó cung cấp một loại dưỡng chất. Có bị rát không chị? Hello các chị yêu. Hello chị Thu Lê, em chào chị Minh Huệ, em chào chị Hằng Lê, em chào chị Nguyễn Thủy nha. Em chào chị Hà Thanh Huyền nha. Đây, em đây, em bên này, còn thí sinh kia ở bên này. Mọi người sẽ xem cái quy trình mà, mọi người sẽ để ý nhá. Mọi người sẽ để ý cái quy trình mà để chuẩn bị cho một cái bước để điều trị nám. Thì đầu tiên là cái việc mà kỹ thuật viên sẽ phải nhận biết được cái da của khách hàng như thế nào. Và ở đây các chủ spa hoặc là các chị sẽ phải nhận biết được cái da của mình đang ở tình trạng như thế nào. Mọi người thì hầu như là mọi người sẽ thích là sẽ làm cái nám rất là nhanh. Nhưng thực tế ra khi mà chúng ta làm những cái phương pháp nhanh cũng ok. Nhưng mà vấn đề là nếu như cái nền da khỏe thì các chị có thể áp dụng ngay cái phương pháp đào thải nám nhanh được, bóc tách chân nám được. Nhưng nếu trên cái nền da yếu mà chúng ta làm những cái phương pháp đó nó không theo cái quy trình chuẩn thì nó sẽ dẫn đến một hậu quả là như trường hợp da khách hàng này chẳng hạn, là chị ấy bị cái hiện tượng là cái da của chị ấy bị giãn toàn bộ cái hệ mạch ở dưới da. Và bây giờ thì cái việc mà điều trị nám tiếp theo là sau khoảng 2 tháng chị lột tẩy thì da bây giờ nó đang bị tình trạng sạm lại rất là nhiều, và đặc biệt nữa thì da đang bị cái tình trạng cái hệ mạch nó nổi lên và nó thâm lại những cái vùng đó, thì nó tạo thành một cái dạng nám khác nha các chị nhá. Đó, thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp để tiêm. Ngày hôm nay thì áp dụng cho cái phương pháp tiêm cho khách hàng để làm cho khách hàng có thể khỏe lại được cái vùng da, và từ đó thì nuôi dưỡng và đào thải dần những cái nám của chị ý nhé các chị nhé. Bây giờ thì mọi người sẽ xem này, mọi người sẽ xem là khách hàng sẽ làm cái lộ trình đó như thế nào. Đây em đang loại bỏ một cái phần mà mụn đã bẩn của chị ở phía dưới. Khi mà mình xông cho cái việc giãn nở của lỗ chân lông này ra để lúc đó nó sẽ hấp thụ được nhiều cái dưỡng chất hơn. Thì em sẽ sử dụng một loại thảo độc. Loại thảo độc này có cách có thể massage rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng các chị cũng có thể sử dụng tại nhà.
Thải độc này nó sẽ loại bỏ những cái phần độc tố phía dưới da tích tụ lâu ngày sau khi mình sử dụng mỹ phẩm này, hoặc là bẩn tích tụ lâu ngày dưới cái lỗ chân lông của mình. Phần thải độc này thì các chị có thể massage rất là nhẹ nhàng. Chị ơi, trong quá trình mà có chị có hiện tượng mà hơi nóng mặt một chút, hoặc là chị sẽ hơi thấy châm chích một chút, đó là hiện tượng bình thường nha chị, của cái việc nó làm sạch sâu trong cái phần lỗ chân lông của mình ấy. Khi mà mình loại bỏ hay khi mà mình sử dụng cái sản phẩm thải độc này thì mình cũng có thể sử dụng, khách cũng có thể sử dụng tại nhà. Mình duy trì tầm khoảng một tuần mình thải độc tầm 2 đến 3 lần. Với những cái da mà mình hay cần phải trang điểm thì có thể là ngày nào mình cũng có thể thải độc được. Sau khi mà mình loại bỏ lớp make up xong, lượng vừa đủ trên da của khách hàng, cứ xoa cho đến khi mà cái loại thải độc này nó bắt đầu hơi có tính năng tiết vào một chút thì chúng ta sẽ làm những cái động tác massage nhẹ nhàng. Khi mà thải độc thì mình có thể sờ ở những cái vùng da mà sần hơn trên bề mặt da của khách hàng thì mình massage nhiều hơn ở khu vực đó. Mỗi lần thải độc thì nếu mà khách hàng tự thải độc ở nhà với những cái động tác massage nhẹ nhàng thì tầm trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Da chị khách hàng này khá là khô, có thể là sau một thời gian mà chị bong dùng cái sản phẩm bong chóc bột tẩy nó đã hút hết cái lượng ẩm trên da của mình khách rồi, và sau đó thì khách cũng không sử dụng thêm những cái sản phẩm dưỡng gì nữa nên là hiện tại da khách rất là khô. Chị có thấy rát không chị? Ngoài những vùng da sần thì những cái vùng da lỗ chân lông to này, mình cũng sẽ massage nhẹ nhàng. Nhất là vùng khóe mũi này, là khu
khu vực mà cái lượng dầu thừa bã nhờn tiết ra rất là nhiều, cũng như cái phần lỗ chân lông mình được giãn nở ra rất là nhiều. Sẽ phát massage nhẹ nhàng khi mà cái sản phẩm thải độc này nó bắt đầu rít lại rồi. Cái này nó hơi ấm ấm ở trên da. Đúng rồi ạ. Bởi khi mình massage nhẹ nhàng ấy thì cái lượng, cái độ ấm của lòng bàn tay ấy cũng sẽ truyền đến, làm thẩm thấu cái sản phẩm thải độc này nhiều hơn. Còn thì mình thở oxy z. Em cứ thở vào vui thử. Thủy cứ chân hỏi xem khách hỏi cái gì thì để con trả lời. Trên này không thấy. Có khi gặp đi rồi. Đâu đưa chị bàn lại chị ý cái phần gì. Không thấy gì luôn thì mình không hỏi. Chị Thúy Hoa chị đang hỏi sản phẩm phần này có thể được cọc rồi đúng không? Không, sản phẩm này nó là cái sản phẩm để lấy cái thải độc bình thường. Cọc thì phải lấy cái oxy test thì mình lấy. Thải độc cọc xong mặt nó xuống hết rồi đây. Thank you.
khi mà mình thải độc ra, nếu mà ở nhà thì mình có thể là mình để lại cái loại thải độc này trên da tầm khoảng 10 phút, sau đó mình tắm, sau đó mình rửa lại mặt sau. Nhưng mà nếu tại spa thì mọi người có thể đắp một loại mặt nạ để thứ nhất là cấp lại ẩm trên da, xe khít tại phần lỗ chân lông mà mình vừa mới tạo độ ấm. Đây em sẽ đắp một loại mặt nạ cấp ẩm cũng như là xe kít cho phần lỗ chân lông cho khách hàng. Sau khi thải độc xong thì da rất là sáng nhé các chị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đắp một cái loại mặt nạ để cho da của chúng ta nó sẽ có cái độ ẩm, cấp ẩm sâu hơn, và để chỉ khi mà lúc nãy ấy, trong cái quá trình mà chuyên viên của bên Huế xông nóng để làm sạch cái lỗ chân lông ấy, thì lỗ chân lông nó sẽ mở ra. Và bây giờ thì quá trình đắp mặt nạ thì lỗ chân lông nó sẽ se khít lại nhé các chị nhé, sẽ se khít lại. Và lúc đó thì khi mà chúng ta làm ấy, đây cái quá trình trộn mặt nạ này, quay cái quá trình trộn mặt nạ các thứ này để mọi người xem này. Mọi người xem này. Mặt nạ thì mình sẽ hòa chung với sữa tươi không đường. Chị có mát tay không? Quyện thật đều. Khi đắp lên mặt thì nó sẽ hơi có cảm giác lạnh. Đây, nhưng mà rất là đều như này thôi. Chị sẽ đắp lên da thế này.
đều. Chị Thanh Huyền hỏi bôi mặt nạ nó nguyên liệu gì vậy? Thầy ơi, chị Thanh Huyền hỏi là bột mặt nạ là nguyên liệu gì vậy? Da đắp không dụng chị nói đi. Bột mặt nạ này được không? Mặt nạ này nó sẽ có bạc hà nhân sâm, bạc hà nhân sâm và làm những cái dược liệu từ thiên nhiên làm mát làm dịu trên bề mặt da cũng như là tạo độ căng bóng trên da khi mà các chị tác phong. Thành phần chính của nó cũng là nhân sâm. Thành phần chính còn có một chút bạc hà nữa để xe hết cái phần lỗ chân lông sau gần mình. Sau đây là khách sẽ đắp trong vòng tầm 10-15 phút. Bây giờ là chờ khoảng bao nhiêu phút? 15 phút. Chờ khoảng 15 phút nữa thì sẽ kỹ thuật viên sẽ bóc cái miếng mặt nạ này ra. Cảm giác khi mà đắp cái mặt nạ này nó rất là mát, nó có vị rất là dễ chịu, vị bạc hà rất là dễ chịu và nó làm dịu da luôn. Tại vì lúc nãy ấy, thì khi mà làm cái liệu trình mà thải độc bằng cái CO2 kia kìa thì nó sẽ làm cho mặt nó hơi nóng nóng một chút, nhưng khi mà đắp cái miếng mặt nạ này vào á thì nó sẽ làm dịu ngay lập tức cái vùng da mà lúc nãy mà chúng ta vừa bàn cái mặt nạ này. Thì các chị có thể là sử dụng đắp hàng ngày cũng được, hoặc là các chị sử dụng xong những cái liệu trình mà chúng ta cần điều trị cũng được. Nhưng mà cái mặt nạ này thì nó sẽ khác với cái thành phần mà mặt nạ điều trị nám và ức chế sắc tố, bởi vì là cái thành phần chủ yếu của nó là nhân sâm, bạc hà và một số những cái dược liệu để làm dịu ngay lập tức cái vùng da của khách hàng đang nóng. Thế còn đối với cái trường hợp mà mặt nạ hút nám thì nó là dòng mặt nạ khác, nên là mọi người cũng có thể là xem là cái nếu như mà chúng ta mà muốn lấy cái dòng mặt nạ này thì bên em sẽ xử lý cái mặt nạ. Cái này là chủ yếu là mùi sâm này, chủ yếu là mùi nhân sâm rất là thơm này, và mùi bạc hà. Mùi bạc hà rất là mát nhé các chị nhé.
Hello chị Phan Tú Anh, chị Hà Thanh Huyền. Chị Tú Anh ơi, hôm trước làm peel xong ở trong kia một lần xong là chị thấy da bây giờ ổn chưa? Một tuần rồi đúng không chị? Hơn một tuần rồi đúng không chị? Cái ngày hôm nay thì cái liệu trình quay nó sẽ rất là dài. Bởi vì sao? Bởi vì là sau cái bước mặt nạ này xong thì bên em sẽ bắt đầu vào cái quy trình mà để chuẩn bị tiêm nữa. Tiêm căng bóng và tiêm để đối với trường hợp như của chị khách hàng đang nằm bên cạnh Huế thì chị sẽ tiêm để xử lý về cái nám. Xử lý về cái nám ở trên bề mặt da của chị và cái chân nám ở trên bề mặt da. Còn đối với Huế thì Huế sẽ tiêm để trẻ hóa căng bóng và để ngăn ngừa nám tái phát nha các chị nhé. Bởi vì trước đây thì Huế cũng đã bị nám, các chị biết là Huế bị nám rất là nặng rồi. Đó, nên là bây giờ mình sẽ tiêm thường xuyên để giúp cho cái da của chúng ta, da của em nó khỏe hơn, trắng hơn, căng bóng hơn và không bị cái tình trạng nám tái phát nữa nha các chị nha. Đây, giờ quay ra cái đi. Sẽ lấy phương pháp lấy máu tự thân PRP và pha với thuốc mix độc quyền của bên em, xác định điểm ven. Đây, chị khá là to. Xử lý lau cái khu vực mà mình sẽ lấy cột trắng hay đỏ, trắng hay đỏ. Đấy là nước muối. Quay nằm tay vào đây một chút nha, không cần gầm đâu nha chị nhé, thoải mái. Đó là làm sạch cục bộ khu vực mà mình xác định để lấy máu, vì nó là vết thương mình. Đó, mỗi lần như vậy thì mình sẽ lấy tầm 2 đến 4 ml máu để tách ra PRP. Sẽ hơi nhói một chút chị nhá, thoải mái giúp em nha. Rồi thả lỏng tay ra giúp em ạ. Có bút không chị? Một miếng máu là mọi người gút quả trứng chân là có thể lấy lại được rồi. Rồi, thả lỏng giúp em nha. Không dung đâu, cái này không dung. Không dung á? Ừ. Cái dung là cái này không thấy cái bé á. Đấy, cho vào máy chống đông. Trong này sẽ có một ống này, thì mình sẽ cho vào đây nhé. Mình sẽ cho một cái ống chống đông không vào đây nữa. Để tránh cái việc bị kênh máy, máy nó sẽ quay không đều thì mình sẽ cho thêm một ống nữa, đối xứng với cái ống mà mình đã cho máu. Mình sẽ để trong vòng tầm
Đây hiện tại mình sẽ để trong này 20. Nó sẽ nhân với số 1000 vòng ở dưới. Đây là số vòng, đây là số phút. Sau khi mà đóng nắp vào thì mình sẽ có thể bật số phút tầm 10 đến 15 phút. Máy đi tâm quay. Chờ 15 phút sau là nó sẽ báo. Để mình không có thời gian để mình chờ ra mặt khách nào. Chị Tú Anh Phan đang tiêu tiêu xong da chị đẹp à? Một tuần rồi em ơi, tiêu xong da đẹp ngay đến giờ. Đúng rồi, chị tiêu xong cái đó thì da đẹp lắm chị ạ. Đó. Giúp em nha, nắm tay nó đưa một chút nè. Rồi thả lỏng giúp em đấy. Không hề đau nha các chị nhá. Hay có thể là do em chịu đau giỏi, nhưng mà nó chỉ nhói một xíu thôi. Sau đó thì nó không có vấn đề gì hết. Tại vì mình lấy cái lượng máu nó cũng không nhiều ấy các chị. Thì những cái bài em sẽ có một cái bài em sẽ đăng về cái phân tích khi mà cái lợi ích của việc mà chúng ta lấy máu tự thân PIP trong cái việc làm đẹp thì cái lợi ích của nó sẽ như thế nào. Bởi vì là có rất là nhiều, ví dụ như là có rất là nhiều chị đã thấy lợi ích của cái việc mà sử dụng tế bào gốc trong cái quá trình mà chúng ta làm điều trị da, hoặc là trong cái quá trình chúng ta phục hồi những cái làn da bị hư tổn, tổn thương. Rồi ứng dụng cái PIP này thì hiện tại thì nó rất là rộng rãi. Điều trị mụn, điều trị nám, điều trị sẹo rỗ hay làm căng bóng và trẻ hóa da thì nó đã được ứng dụng khá là rộng rãi trong ngành về thẩm mỹ ở tại Việt Nam. Nhưng mà ở đây thì Huế sẽ có, ngoài cái việc mà làm PIP thì Huế sẽ có cái công thức mix độc quyền của công ty để giúp làm tăng cái hiệu quả trong cái vấn đề điều trị nám cho các chị em. Và như trước đây Huế đã phân tích là nếu như chị em chúng ta mà những cái làn da nám giống như chị khách hàng ở bên cạnh Huế đây chẳng hạn, thì trước đây chúng ta sẽ phải mất thời gian phục hồi da rất là lâu, sau đó mới bước vào cái quy trình điều trị, thì thời gian làm cho khách hàng nó sẽ rất là lâu, khách hàng rất dễ bị nản, và thậm chí các chủ spa cũng rất dễ bị nản bởi vì là cái kết quả nó chờ rất là lâu và không biết là như thế nào. Nhưng với cái phương pháp hiện nay thì với cái công thức mà tiêm cấy mix độc quyền như thế này thì nó sẽ rút ngắn cái quá trình điều trị của khách hàng rất là nhanh. Và đặc biệt nữa thì cái chúng ta cảm giác như là làm thì chúng ta có cái cảm giác như là nó lâu, nhưng thực tế ra thì khi mà điều trị như thế này thì nó lại nhanh và nó hiệu quả hơn rất nhiều so với những cái phương pháp cũ trước đây. Đó. Thế nên đối với những chị khách hàng nào mà chúng ta đã bị những cái tổn thương trên bề mặt da thì cái phương pháp tốt nhất là chúng ta có thể làm cái phương pháp là chúng ta sẽ tiêm. Tiêm thì có hai cách. Một là chúng ta tiêm meso, hay là chúng ta tiêm canula. Nhưng mà với những cái phương pháp mà ví dụ như là nếu mà chúng ta mà tiêm ấy, tiêm được thì cái hiệu quả của nó sẽ nhanh hơn rất nhiều nhé các chị nhé. Còn trong trường hợp chúng ta không tiêm được thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp khác như là lăn kim, như là bóc tách sắc tố, như hoặc là như là phương pháp ủ nóng mà hôm qua Huệ cũng đã giới thiệu cho các chị rồi đó. Đó.
không hề đau một xíu nào luôn. Bây giờ thì trong cái quá trình mình chúng ta chờ để tách toàn bộ cái máu tự thân ra để lấy cái huyết tương và mix ấy, thì chúng ta sẽ chờ một chút xíu để cho cái miếng mặt nạ nó khô. Sau đó thì kỹ thuật viên bên em sẽ làm cái liệu trình này để cho các chị có thể xem được là cái liệu trình này nó rất là đơn giản. Và lấy máu thì cũng nhẹ nhàng lắm. Lấy máu rất là nhẹ nhàng, không hề đau một xíu nào nhé các chị nhé. Hello các chị yêu của em. Ok. Quay để các bạn pha thuốc thôi, tức là quay chung hai thứ thôi. Không cần quay để các bạn pha thuốc. Đây để pha thuốc đây, quay đấy. Bạc hà với nhân sâm. Em giới thiệu với mình đấy là cái gì? Đây là sản phẩm mầm bên em nhé. Đây là sản phẩm hỗ trợ và tái tạo da rất là tốt dành cho những da nào nó yếu mỏng ở phía dưới da. Sản phẩm mầm này làm tái sinh phần da. Đó là một gì ạ chị? Vẫn luôn ở đây cái xe đấy. Găng thứ hai em ạ, găng thứ hai dưới cái găng tay ấy. Em ơi, chị ơi, ngăn thứ hai trên dưới cái găng tay kìa. Đấy. Xe á. Đây còn lại cái này thôi. Phương hỏi pháp đồ gì? Pháp đồ gì vậy chị Huế ơi? Pháp đồ gì vậy chị Huế ơi? Thì Phương pháp đồ gì vậy chị Huế ơi? À Thùy Phương ơi, đây là pháp đồ điều trị nám, tiêm nám. À, chị Huế thì không còn bị nám nữa, nhưng mà mình tiêm để mình ức chế sắc tố ở dưới để cho cái nám nó không tái phát, và dưỡng để cho cái da nó trẻ hóa và căng bóng. Còn lại thì chị khách hàng ở bên này thì đang tiêm để xử lý cái vấn đề mà nám nhá. Bây giờ thì kỹ thuật viên đang mix thuốc nha các chị nhá. Cái mầm này cái này này là cái cũ này, cái mầm qua sử dụng lăn kim còn này. Bốc qua cái đấy là cho vào ống kim mà. Cô cái chai đấy nó không giúp vào ống kim để thế thì bỏ đi. Mở lại không gì. Không để ý. Tàn nhang tiêm được không chị yêu? Tàn nhang tiêm được không chị yêu? Tàn nhang không cần phải tiêm, tàn nhang chỉ cần chấm thôi là nó bóc tách hết lớp tàn nhang rồi. Tàn nhang thì không cần phải tiêm, mà chúng ta chủ yếu là tiêm ví dụ như là đối với trường hợp nám. Nám chân sâu, nám mảng tiêm thì cực kỳ là hiệu quả, nám chân sâu. Rồi là những cái trường hợp bị rối loạn sắc tố. Chứ còn tàn nhang thì chút nữa thì Huế sẽ cho mọi người xem cái chấm tàn nhang. Tàn nhang chấm chỉ cần chấm duy nhất một lần thôi, không cần phải tiêm đâu. Đó. Tay mở ra thanh nước thì lại
Chị Tuyết Trinh. Chị cũng thấy đẹp, thích lắm. Chị thấy tim cũng thích lắm, tiêm cũng thích lắm, nhanh đẹp lắm, nhưng dưới chị khách nhát lắm, chị khách đi hôm đó tiêm. Tiêm da căng bóng vô cùng. Đúng rồi chị, tiêm thì da đẹp lắm chị ạ. Nếu mà có một cái spa nào ở đó ấy, thì nếu mà họ mà có spa ấy, mà mình dạy được, đào tạo được họ cách tiêm ấy, thì nói chung là nó sẽ hiệu quả và nhanh hơn rất là nhiều á chị. Đó, và hiện tại spa, các chị biết là ngành spa và thẩm mỹ hiện tại ấy, thì cũng rất là phát triển. Thế nên là những cái công nghệ mới hoặc là những cái công nghệ tiêm như thế này, nó đã được chứng minh rất là lâu rồi. Nên là các chị, nói chung là chúng ta cũng phải chịu khó là cập nhật những cái công nghệ mới. Và đặc biệt các spa ấy, thì các chị thấy là những cái bạn trẻ, các bạn ý rất là nhanh trong cái việc mà nắm bắt công nghệ. Và hầu như khi mà các bạn nắm bắt được cái công nghệ mới, các bạn làm rất là hiệu quả trên da khách hàng. Thì có những spa các chị biết là nếu như không chịu cập nhật công nghệ mới thì cứ lượng khách cứ mất dần đi. Còn nếu như mà chúng ta chịu cập nhật thường xuyên công nghệ mới, sản phẩm mới, thì càng ngày cái lượng khách càng tăng lên, doanh thu càng tăng lên, và thậm chí người ta có thể trong vòng 6 tháng người ta mở 2-3 cơ sở là bình thường. Đó. Ờ đúng rồi Thúy Phương ơi, tiêm bằng thuốc em. Cái này là tiêm bằng thuốc mix độc quyền của bên chị. Cái này thì bên chị sẽ đào tạo, khi mà có những cái chương trình workshop, bác sĩ của bên chị sẽ trực tiếp đào tạo cách để cho mọi người có thể là biết được các hợp chất mà có thể mix được với nhau để tiêm. Chị Tuyết Trinh đang hỏi là chị định đi học mở spa luôn mà không biết học lâu không em? Mở spa phải mấy tháng?
học để mở spa thì phải mất mấy tháng ấy chị ạ? Cách nhanh nhất là chị cứ đầu tư, sau đấy thì là có một bạn mà bạn ấy biết về spa rồi ấy, sau đó thì bên em chuyển giao công nghệ thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc các chị đi học. Bởi vì bây giờ độ tuổi này chị các chị đi học thì nó sẽ rất là lâu, để cái thời gian mà đào tạo các chị thì rất là lâu. Nhưng mà nếu mà chị mà kết hợp được với một bạn nào đó, hoặc mình thuê được một nhân viên nào đó mà có kỹ thuật sẵn ấy, sau đó bên em chỉ có chuyển giao công nghệ cho bạn đó thôi và mình mở spa thôi, thì nó sẽ rất là nhanh, nó sẽ rút ngắn thời gian của chị. Chứ còn bây giờ các chị đi học thì lâu lắm. Chị yêu em mua sản phẩm tiêm bên chị dạy em tiêm nhé. Ok em yêu nha, thì Phương nha, inbox cho bên chị đi, bên chị sắp có lớp tiêm rồi đấy. Khi làm sạch da xong thì mình sẽ sử dụng đến phương pháp tiêm. Bên em sẽ sử dụng đến cái mũi kim canula này ạ, kim canula thiên lá. Vừa nãy em có mix thuốc để ra một hợp chất viêm dưỡng căng bóng da. Sau khi mình làm sạch này, cũng như là mình thải độc này và đắp mặt để cân bằng lại cái độ ẩm trên da của khách hàng, thì mình nhìn thấy là da khách hàng đã sáng lên, cũng như rằng là đã rất là căng và rất là bóng rồi.
chị, em phân tích về tiêm Canola và tiêm Viso một cách nhau và cái lợi ích của tiêm Canola. Đấy. Như các chị nhìn thấy là cái đầu kim canula khá là dài, nhưng cái các chị yên tâm đó là khi mà dài này nó sẽ không bị chọc sâu hay là chọc thủng, bởi vì khi mà mình tiêm cái kim này đầu kim rất là mềm, kèm với việc rằng là nó là đầu góc tù, nó không phải là đầu góc nhọn, thế nên nó không gây ra tổn thương ở phía trong da của khách hàng và mình chỉ tiêm ở trên cái lớp biểu vị của da thôi. Còn kim miso thì đầu kim nó sẽ nhỏ hơn, ngắn hơn, gây ra tổn thương ít hơn trên bề mặt. Bây giờ em sẽ thực hiện cái phương pháp tiêm của bên mình nhé. Chị thả lỏng cơ thể giúp em nha. Không bị đau đâu. Nên là chị, thứ nhất là khi mà em tiêm thuốc vào thì mình có cắn răng nhé chị nhé. Nghĩa là mình không cần phải nghiến răng, mình cứ tư tưởng mình thoải mái ra một chút là được. Nó sẽ hơi nhói lên khi mà em dẫn, sẽ đi cái đầu kim dẫn. Đây là đầu kim dẫn này. Thì mình sẽ tiêm. Thứ nhất là các chị nên nhớ là khi với da mặt của khách hàng ấy, với những cái mao mạch nó mỏng như thế này thì các chị tránh những cái phần mao mạch ra giúp em, tránh trường hợp là mình ra vào đó thì nó sẽ bị vỡ cái mao mạch đó và nó gây ra việc bị thâm, thì các chị sẽ tránh cái vùng đó cho em. Tiêm thì mình sẽ nhìn theo cái phần lỗ chân lông của khách hàng và khu vực mà mình đang muốn tiêm vào. Em đang muốn tiêm cục bộ khu vực ở trên phần gò má này cho khách hàng để khách hàng có thể rằng là sáng cái khu vực này, cũng như là cải thiện những cái phần mà phần mao mạch của khách hàng nhé. Thả lỏng giúp em nha. Đây ạ, chỉ có một mũi thôi, như vậy thôi. Và sau đó sẽ là đầu kim luôn. Đây, mình sẽ làm chứ không tiêm thọc thủng xuống dưới ra. Đây ạ, có buốt không chị? Đây, này là khách hàng sẽ không cảm thấy đau. Đây. Bây giờ sẽ hơi buốt nha. Và mình sẽ không tiêm dồn lực một lúc thuốc. Tức lắm. Vâng, đúng rồi ạ. Nó sẽ hơi tức một chút. Vì các dưỡng chất nó đang lan tỏa phía dưới biểu da của mình. Nhưng các chị yên tâm rằng là nó khá là khỏe. Đây. Nằm kim xuống. Nên không gây ra tổn thương gì về mặt của khách hàng rất nhiều đâu ạ. Đúng rồi ạ. Nó sẽ hơi tức một chút. Rồi ạ. Đó, chỉ một mũi tiêm thôi nên là không gây ra tổn thương quá nhiều trên da mặt của khách hàng, là mình sẽ đâm nhiều nốt. Còn đến với kim miso thì mình sẽ tiêm vào những cái khu vực mà thứ nhất là những cái đốm nám này, thì mình sẽ tiêm thọc trực tiếp vào những cái đốm nám đó, là những cái đốm nám chân sâu. Khi mà các cái hợp chất dưỡng chất nó đi vào ấy, len lỏi từng cái tế bào của da thì chắc chắn là khách sẽ cảm thấy hơi buốt một chút, nên mình sẽ vỗ nhẹ cho khách hàng để vùng thuốc được lan tỏa tốt hơn. Như là cái cảm giác tức của thuốc này nó sẽ diễn ra trong vòng tầm khoảng 2 đến 3 phút thôi, nó không quá lâu đâu. Đấy, chỉ một mũi kim thôi, hoàn toàn phía dưới nó không bị tổn thương. Cái
chị là 20 dưỡng chất đấy ạ. Đấy, các chị nhìn thấy là hoàn toàn là không gây ra tổn thương. Và thường khi sau khi tiêm tầm khoảng từ 20 đến 30 phút đầu tiên là mình sẽ cảm thấy tiếp phần da này nó hơi cứng và nề một chút thôi. Sau tầm khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi, nghĩa là từ 60 phút cho đến 90 phút là chị sẽ nhìn thấy cái vùng da này nó căng và bóng dần lên. Hiện tượng này khi không phải là cứ tiêm thì nó sẽ căng mà nó sẽ duy trì sau này cho mình luôn. Thì một lần tiêm như thế này mình có thể căng bóng từ 5 đến 10 ngày. Và sau đó là cứ tầm khoảng 7 đến 10 ngày thì mình tiêm lại một lần. Một liệu trình thì các chị có thể tiêm từ 4 đến 5 lần. Hoặc là sau khi kết thúc liệu trình lém thì các chị có thể là tiêm dưỡng hoàn toàn. Còn khi mà mình tiêm căng bóng thì mình có thể tiêm vào những khu vực nào, ví dụ như là chảy xệ của cơ mắt này, thì mình có thể tiêm trực tiếp vào những cái khu vực quanh mắt này. Và tiêm từng điểm một, sẽ đi theo hình vòng cung. Đây, mình sẽ vũ để cho nó tan cái phần thuốc ra. Em sẽ làm nửa mặt cho các chị nhìn trước, sau đó sẽ nhìn nửa mặt này. Đó, em để kim 0.25 ngâm em bằng cồn 90. Hộp kim xanh xanh với chị ạ, ở bên cạnh. Đấy, ở bên cạnh có hộp kim này, không biết là đỡ bút cho chị. Kim lăn hay là kim kia mà chị? Kim lăn ạ. Kim lăn ạ. Chị ơi lấy kim lăn ạ. Kim lăn để ở trên. Lăn kim. Thì mình sẽ lăn để kim cho lấy lăn kim ở trên ạ. Với kim lăn thì mình sẽ lăn, không phải lăn để bong chóc và lột tẩy lớp da. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là cứ lăn kim thì sẽ là bong chóc lột tẩy. Nhưng thực tế là cái phương pháp lăn này mình sẽ chỉ lăn bằng đầu kim 0.25 thôi. Và với lớp không tì ấn thì mình có thể lăn để cho các cái dưỡng chất thẩm thấu sâu trong da. Vì ngoài việc cung cấp dưỡng chất xuống dưới da thì mình sẽ phải cung cấp các cái lớp dưỡng chất ở trên bề mặt da nữa. Lăn kim rất là nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ làm nửa mặt xong mình so sánh với nửa mặt đã kia, xong bắt đầu mình làm tiếp nửa mặt kia. Em sẽ làm nửa mặt bên này và nửa mặt kia, em sẽ để cho mọi người có thể, nếu có thể so sánh hai bên. Không, nếu mà làm để thu tiền là làm nửa mặt thôi, xong bắt đầu cho chị ngồi dậy cho liệu trình xong bắt đầu mới làm tiếp cho chị nửa mặt bên kia. Thì chúng ta lấy đúng cái hợp chất mà vừa rồi chúng ta pha ấy, để tiêm ấy, chúng ta có thể lăn giữa trên bề mặt. Bây giờ chị có bác lựa chọn, một là ngồi dậy tinh vào tài khoản làm tiếp nửa kia, và đây là một lọ tinh chất nám của bên em. Tinh chất tan nám này thì khi mà mình lăn kim mình dùng cái này, nó sẽ là lăn trên bề mặt da thôi, không gây ra, không mix thuốc về bên dưới, mà mình sẽ lăn trên bề mặt da. Nó là một dạng serum cô đặc đây ạ, một dạng serum rất là cô đặc, khá là đặc, thế nên là các chị dùng là không có bị ốm hay là gì cả. Mỗi lần mình dùng mình sẽ ngâm dụng cụ bằng cồn 90. Lăn thì ngoài cái thuốc mít này, đây là thuốc mít để tiêm này, kèm với cái tinh chất tan nám này, essence này, và kèm với cái phần tế bào gốc của bên em, cái dưỡng chất tái tạo căng bóng. Chị Thùy Phương hỏi là mỗi bên chỉ tiêm một mũi là được hả chị? Chị Thùy Phương hỏi mỗi bên chỉ tiêm một mũi là vậy là được hả chị? Đúng rồi, tiêm canula thì mình chỉ cần tiêm một mũi thôi. Chúng ta sẽ lăn đều từ dưới, lăn đẩy lên trên bề mặt. Hạn chế cái việc lăn để đẩy các cái cơ xuống. Khi mà mình lăn thì mình sẽ đẩy lên, không di lại khu vực. Hiện tại như em nhìn thấy là da chị đang bị cái phần gần má này,
là rất là lỗ chân lông rất là to, thì em thấy ngoài thì dưỡng chất nhiều hơn ở cái khu vực đó, và kèm những cái khu vực nào mà phần cái đốm nám của mình ấy nó diện rộng thì mình sẽ lăn tập trung, nhưng mà thường là các chị nhìn thấy là em sẽ lăn để em đẩy cái dưỡng chất lên, chứ mình sẽ không lăn đi lăn lại, di lại vào một chỗ. Em sẽ dùng một giọt tinh chất nám này, mình sẽ dùng tùy vào cái diện tích khu vực mà mình bị của khách à. Đây, chị đang có như cái đốm nám dưới vùng da này đang yếu. Chị Thủy Dương hỏi bên chị có phát đồ xóa mụn thịt không? Xóa mụn thịt thì thực tế là làm rất là dễ các chị nhé. Khi mà các chị gia nhập về bên em và được chuyển giao công nghệ của bên em thì những cái công nghệ đó thì bên em sẽ có thể chia sẻ thêm cho mình. Đây, các chị có thể để ý là đầu kim rất là ngắn thôi, nó không hề gây ra tổn thương cho khách hàng. Cho em về bùa lại. Chị có cảm giác gì không? Bước cuối cùng thì mình sẽ đi với cái tinh chất cải tạo. Phương pháp điều trị của bên em thì hoàn toàn bọn em sẽ có những cái ứng dụng cho mình sử dụng cái sản phẩm để không bị tốn cốt, hoặc là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này nó đúng nhất. Lưu ý là cái sản phẩm của bên em thì không phải là do mọi người bôi lên thôi mà nó vẫn còn ướt, vẫn còn ẩm trên bề mặt da mà nó bóng đâu ạ. Sản phẩm bên em mà sau khi các chị dầu ra mặt nó rất là khẳng láo, rất là khô nhá. Thương hỏi là lăn một căn kim dài bao nhiêu vậy? Lăn kim dài bao nhiêu? Lăn kim 0.25 thôi ạ. Thì chị mang đi bên này thôi, mang mặt bên kia thôi. Sau khi mà mình lăn kim xong ấy thì mình sẽ có cái bốn lạnh, sẽ có đầu nóng và đầu lạnh. Đầu lạnh là để mình xe khít lại phần lỗ chân lông mà vừa rồi mình có làm nó mở ra bằng sông nóng, như là để cho cái dưỡng chất đúng không? Đóng giống như một lớp khóa lại cái lớp dưỡng chất trên bề mặt da.
Các chị nhớ ra cũng là bằng thực phẩm của mình bọc nó ra. Chị ơi em sẽ áp cái bún lại lên cho chị một chút đi. Chị Tuyết Trinh có hỏi tế bào gốc căng bóng với tinh chất nám xài chung có trong năm tim có hiệu quả không? Có. Bởi vì đây là những sản phẩm là chuyên dụng để khi mà mình ngăn kim đó chị, cũng như để mình dưỡng, dành cho những da nào thứ nhất là có những cái đốm nám đúng sạm, và dành những da là sau khi mà mình bị tăng sắc tố cần dưỡng ẩm. Để lưu lại một chút. Các chị nhớ là khi mình đi bùa nóng hoặc là kể cả đi bùa lạnh để đẩy kinh chất thì mình cũng nên đi với cái chiều cơ đẩy lên nha, tránh trường hợp là mình sẽ đi lại với chiều cơ. Đây ạ, các chị nên đi lại trên với chiều cơ là của mình. Thì nữa là mình sẽ chụp lại cái bản sẽ không á, chụp ngồi cái mặt đã cho nào có cái máy này để chụp ảnh, chuẩn bị chụp ảnh. Khi đẩy lên như thế mình sẽ đẩy miết hơn. Và tất nhiên là cái vùng mà mình vừa tiêm thì nó vẫn chưa tan được cái thuốc luôn ấy. Nó thoải mái hơn không chị? Bây giờ vùng thuốc nó đang tan dần thì khách hàng sẽ cảm thấy rằng là hơi có rát một chút, hơi ấm ấm ở cái khu vực mình tiêm thuốc, dưỡng chất đang nằm ở đấy. Mình sẽ với đi bốn lạnh thì mình sẽ không xoa quá nhiều mà mình sẽ chỉ tập trung vào khu vực nào mình cần đang cần nó khóa lại cái lớp dưỡng chất đấy thôi. Nhưng các chị nhớ là nên đẩy cái chiều cơ nha. Cảm thấy thoải mái hơn chứ. Thoải mái hơn. Đỡ tức hơn rồi đúng không? Chị với bộ sản phẩm Nhật mà bữa trước chị bảo em không ạ? Chị Thúy Phương ấy, chị ơi bộ sản phẩm này của Nhật hôm bữa chị bảo em đó phải không ạ? Không cần đâu, anh đừng tắt. Em sẽ bị nóng.
Lúc ra bên này các chị có nhìn thấy là khi mà mình thải độc xong này, đắp mặt nạ xong nó khá là bóng rồi đúng không ạ? Nhưng thường là da thiếu dưỡng chất nên là đây nó không được mướt nhiều, không có độ căng nhiều. Khi mà sang bên này da mặt không hề dính, vẫn có độ sáng, độ bóng này. Cái phần đục nám so với trước là cũng mờ đi. Quan trọng là cái vùng da chảy xệ của chị khu vực vừa rồi khi mà mình thêm dưỡng chất nó khá là căng. Đây để chụp bằng màn hình iPhone mọi người rất là thật nhé. Mình ra khi mà mình chưa tiêm cấy chưa tác động. Bên này nha chị, bên này thì cái đốm nám của khách hàng cũng nhiều hơn. Đây, tập trung vào khu vực này, tập trung vào cái khu vực dưới mắt này là cái đốm nám nó cũng sậm hơn. Thì bên này em sẽ làm kỹ hơn một chút để các chị có thể nhìn rõ hơn. Đây là trước nha mọi người, đây là hình ảnh trước này. Đây, màu mạch rất là nhiều này, và có đốm nám rất là kỹ luôn. Mọi người nhìn thấy sâu không ạ? Rất là sâu và đậm. Đây, cái vùng này là cái vùng mà mao mạch của chị mỏng dẫn đến cái việc của chị thâm sạm ở khu vực này rất là nhiều này. Đây, thì em sẽ làm mọi người một lần để mọi người nhìn thấy là cái khu vực này nó cũng cải thiện đi. Kia thì em sẽ lấy điểm dẫn. Nhưng các chị lưu ý là khi mà mình tiêm cái canula này thì mình sẽ tập trung vào khu vực nào là khu vực mình cần điều trị, chứ không phải là hai bên mình cứ tiêm giống nhau. Bên này thì em cần cho chị cái khu vực này là cái phần giãn mao mạch nó được phục hồi này, cũng như cái phần da yếu của chị được phục hồi, cũng như cái phần này là cái đốm nám của chị khá là nhiều này. Thì bên này em sẽ tập trung nhiều hơn ở trên khu vực này, trên khu vực này ở đây. Ngoài ra là chị này là rất là dễ hay bị thâm hay bị sạm những cái khu vực dưới này, thì em sẽ tiêm điểm ở những cái khu vực điểm này kinh đi sâu. Các chị lưu ý là mình sẽ tránh những cái phần mao mạch của khách hàng nhé, tránh cái việc là chị bị tím. Thả lỏng giúp em nha, thả lỏng.
Em đang chờ để tiêm đây các chị yêu. Chờ một chút. Các chị thấy tiêm như này có dễ không? À, tiêm như này thì nó không bị giống như tiêm meso. Cái tiêm cannula này thì nó sẽ chỉ có tiêm để làm tổn thương ở đúng một điểm ở trên vùng mặt thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ tiêm để bơm toàn bộ cái dinh chất, những cái tinh chất vào dưới sâu vùng lớp gọi là đáy của vùng nám, và sau đó thì nó sẽ lan tỏa ra khắp những cái vùng nám cần điều trị. Đó, thế nên là đối với những cái chị khách hàng nào mà chúng ta bị những cái vùng nám chân sâu á, rồi là những cái nám mảng ấy, thì tiêm này nó cực kỳ là hiệu quả nhé các chị nhé. Đó. Nhưng mà các chị thấy là hầu như là không đau một chút xíu nào luôn. Đây, mọi người xem này. Chị khách hàng không đau một chút xíu nào. Sáng vừa sáng quá chị, năm ngày chị đã đòi cắt tim lần, tốn ốc với em lắm. Chị bắt cao xem thôi, chưa có ai vào. Này đã tư gì tiêm cái chỉ ấy đâu, căng chỉ về kia đâu. Bên này nhiều hơn bên kia này. Bên này nám nhiều hơn. Mình chưa lên khớp đã chảy nước mắt. Vì mì thật đấy. Vì sự nghiệp làm đẹp. Y bà Tú cứ suốt ngày có hơi tiêm để anh sang tiêm. Thích tiêm. Sắp sửa sinh rồi. Đi thi hoa hậu quý bà. Có Thảo đấy à? Không, thi hoa hậu ngành được rồi. Được cái giải hoa hậu ngành được rồi. Còn
gì thì không nói. Mình chưa biết. Để chẳng biết chỗ nào. Giờ thì tính chất ta mở ra để mày thành chưa chị nói luôn nhé. Dạ vâng. Thì sao? Đúng rồi. Khu vực này ra đúng không? Dương Sâm ngồi đâu? Chị Sâm ngồi. Cũng đẹp nhỉ? Sao bên chỗ Sâm nhỉ? Đến Trung Quốc nhỉ? Ừ, vẫn. Chồng làm Trung Quốc sang vợ sang đi làm đẹp. Nghịch lý. Chúng tôi hôm nay đi tiêm một lần đúng không? Mấy hay là mấy lần rồi? Mới được một lần chị. Để thích tiêm. Thích tiêm. Từng đấy giờ bận ấy. Cũng đã tiêm lại rồi đâu. Chị có tiêm á? Em chưa vào đường này. Chỗ đấy hơi sát á. Đúng rồi. Ừ. Da mặt mỏng quá. Và đấy là không làm hết liệu trình lột đấy cả chị ạ. Đấy chị cũng có làm đâu, chị làm đúng như đó thì chắc là hỏng mà. Chứ mà chị kia chị có bị hỏng mặt không? Cái chị mà làm đấy ấy, làm hết liệu trình ấy. Không, chị không biết được những ngày đấy tại vì chị có quen thôi, chị được cái quảng cáo đến á. Cũng lại không có cái quảng cáo. Trời ơi. Thì em khách hàng ấy, quảng cáo phải theo dõi mấy tháng rồi với chị về ấy. Đúng rồi. Nhà em bây giờ bắt đầu theo dòng chuyên sâu thì nám chết đúng không? Và trước là không có chuyên để nám nhiều, tức là cũng có để nám nhưng mà không có chuyên sâu hẳn như thế này. Thực ra cái bệnh này là bệnh phổ biến và mình điều trị để ngăn chặn nó không cho nó phát triển mạnh hơn, điều trị nó để nó không bây giờ để nó đen hết là mặt thì lại khó đấy. Chứ còn thực tế là cái nám này để nó hết vĩnh viễn thì không bao giờ hết được, không bao giờ hết vĩnh viễn được.
xinh. Căng bóng. Quan trọng là căng bóng nó không bị dính. Có xinh không? Có chứ. Bởi vì nó sẽ mất trong tầm khoảng từ 30 phút cho đến 45 phút chị tan dần cái thuốc này ra ấy. Không để lại cái nốt này. Nhưng mà nó không để lại nốt tiêm. Nó không để lại cái vết nào mà bị ấy cả. Ngoài trời biết còn mưa không nhỉ? Còn vẫn mưa. Thế dễ chịu nhất. Chân bị gì? Xong rồi các chị yêu ơi. Bây giờ thì đến lượt em nhá. Các chị đã nhìn thấy kết thúc cái quy trình mà tiêm nám của bên em ngày hôm nay rồi. Đó à, cho chị xem lại, cho chị xem lại để ra khách hàng khi mà tiêm xong thì nó như thế nào. Sau đó thì là sẽ kết thúc cái
khi mà mình bôi dưỡng chất ấy, để mà mình đảm bảo phải da mặt của khách hàng hấp thụ hết được cái lượng dưỡng chất đấy, là khi mà mình sờ vào da mặt của khách hàng nó không còn độ dính, nó không còn độ dính nữa, mà vẫn cái độ bóng nó vẫn còn trên da. Còn đây là em mới bôi nha, nhưng mà cái sản phẩm bên em cam kết rằng nó rất thẩm thấu rất là nhanh, không phải là vì cái sản phẩm bị bay hơi mà sản phẩm nó hấp thụ vào da của khách hàng bằng cái việc là mình lăn kim đầy dưỡng chất, và cũng như là mình đi lại bố lạnh để khóa lại cái lớp dưỡng chất ở trên da của khách hàng. Thế nên là tí em sẽ cho mọi người xem mình ảnh chị một bên mà em đã làm xong và một bên em chưa làm, mọi người sẽ nhận biết nó rõ hơn. Với da hiện tại bây giờ em đã làm xong cả hai bên rồi, và những cái phần mà tiêm này thì mình có thể vũ nhẹ cho khách hàng, sẽ không tránh khỏi những cái việc mà khách hàng sẽ hơi hơi nóng cái khu vực đó, nhưng mà đấy là hiện tượng rất là bình thường thôi, bởi vì thuốc nó sẽ tan dần dần trong da. Thế là chị sẽ cảm thấy nó hơi nóng, và trong vòng tầm khoảng 2 tiếng đầu tiên là chị sẽ cảm thấy rằng là ở cái khu vực này của mình nó hơi bì bì một chút, bởi vì dưỡng chất nó chưa được tan ngay ấy. Nên là mình sẽ cảm thấy nó hơi bì bì một chút ở cái khu vực của mình trên xăng. Ok các chị yêu ha, vậy thì là em sẽ tạm biệt các chị yêu và hẹn gặp lại các chị yêu vào những cái livestream tiếp theo. Để bây giờ chuẩn bị em sẽ tiêm, bởi vì là em tiêm thì em sẽ không thể nào mà em nói chuyện với các chị được nha. Bye bye, hẹn gặp lại các chị yêu.